Thiền tông Phật Quang tọa lạc tại thung lũng thuộc núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ trên cao, mái chùa thấp thoáng giữa rừng núi bạc ngàn, những bậc thang đá cổ kính, hòa cùng dòng suối uốn lượn hiền hòa. Thiền tông Phật Quang mang một vẻ đẹp hoang sơ, thanh thoát. Hàng năm, các ngày đại lễ trong Phật giáo như lễ Phật Đản, Vu Lan hay lễ Phật Thành Đạo luôn được chùa tổ chức trang nghiêm và long trọng. Cùng với tấm lòng thành của hàng vạn lượt người tham dự như thắp sáng cả núi rừng. Đặc biệt, hơn 15 năm qua, mỗi độ hè về, Thiền tông Phật Quang đều đặn tổ chức khóa sinh hoạt hè cho các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 11. Không dừng lại ở đó, hàng năm, chùa Phật Quang còn tổ chức và hỗ trợ tổ chức hàng chục khóa học đạo đức mùa hè tại nhiều tự viện trên toàn quốc. Mùa hè năm 2019, với sự hướng dẫn từ sư phụ trụ trì cùng chư tăng ni Thiền tông Phật Quang, đã có hơn 50 khóa học hè được tổ chức thành công với số lượng hơn 10.000 em học sinh và gần 2.000 lượt thanh niên Phật tử công quả, trải đều khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Hà Nội 12 khóa, tổng số gần 3.000 học sinh. Hải Phòng 6 khóa, tổng hơn 1.000 học sinh. Nghệ An 3 khóa, hơn 700 học sinh. Vĩnh Phúc 4 khóa, hơn 600 học sinh. Thái Bình 4 khóa, hơn 500 học sinh. Hưng Yên 3 khóa, 500 học sinh. Bắc Ninh 2 khóa, gần 400 học sinh. Nam Định 2 khóa, hơn 300 học sinh. Huế 2 khóa, hơn 200 học sinh. Và khóa hè tại các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Yên Bái, Thái Nguyên, Hải Dương, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Dương, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp. Mỗi khóa hè trôi qua đều để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng các em học sinh với những bài học đạo lý sâu sắc, những hoạt động rèn luyện trí tuệ và thể chất lý thú, những khoảnh khắc chia sẻ vui buồn cùng nhau. Có thể nói, khóa sinh hoạt hè chính là nơi gắn kết những tâm hồn ngây thơ, gieo mầm ước mơ, xây dựng lý tưởng cao đẹp trong tim các em. Tại Thiền tông Phật Quang năm nay, hơn 600 em học sinh từ mọi miền tổ quốc đã trở về tham dự khóa sinh hoạt hè với niềm háo hức tràn đầy. Ai cũng có chung một mong muốn là tìm về nơi ươm mầm tương lai, định hướng cuộc đời. Thiền tông Phật Quang đã và đang là môi trường lý tưởng để các bậc phụ huynh trao gửi con em của mình mỗi dịp hè về. Nhưng mà một cái may mắn là bởi vì sư phụ, các thầy cô, các huynh trưởng đây học đạo lý từ Đức Phật là yêu thương. Cho nên tụi con yên tâm là ở đây sư phụ, các thầy cô, các huynh trưởng cũng yêu thương tụi con không thua gì bố mẹ. Cho nên chỉ có tình yêu thương người ta mới được quyền chăm sóc nhau, quở trách nhau, dạy dỗ nhau và trách phạt nhau. Nên cái điều kiện đầu tiên mà các thầy cô, các huynh trưởng phải có là phải yêu thương tụi con. Nhưng sư phụ hy vọng, tại qua rất nhiều khóa hè vừa rồi, các huynh trưởng đều đã rất thành công trong cái việc mà chăm sóc, yêu thương tụi con. Nên sư phụ hy vọng năm nay các anh chị huynh trưởng cũng tiếp tục phát huy cái đạo đức đó, yêu thương tụi con để mà dẫn dắt tụi con đi qua một khóa hè yên vui, hạnh phúc, mặc dù rất là vất vả. Buổi sáng tụi con phải hơi thức rất là sớm, 4:30, quá sớm so với hàng ngày mà tụi con ở nhà. Và sau đó thì tụi con phải gấp chăn mền lại cho thật là đẹp, thật là gọn, đánh răng rửa mặt thật là sạch, thật là nhanh để mà bắt đầu thời khóa.
Và mỗi buổi sáng thì tụi con được tập khí công, tụng kinh, ngồi thiền. Và đặc biệt là vào những ngày cuối tuần thì các thầy cô tổ chức cho con những chuyến đi dã ngoại để mà được tận hưởng cái không khí trong lành của núi rừng. Mỗi buổi chiều khi mà con đang buồn ngủ nhưng mà rất là mệt không muốn đi đâu ấy, nhưng mà vừa nghe tiếng còi là phi như bay xuống, và có lần thì đã bị rách quần bởi vì những cái tiếng còi đấy. Dì chán của chúng con những ngày đầu tiên tập tạo hình đội ngũ vẫn chưa quen, cho nên vẫn chưa đều và chưa nghiêm túc cho lắm, nên thường hay bị phạt hụt dầu và bị phạt chống đẩy nữa. Nhưng mà chính tiếng còi đó giúp con nhận ra được tính kỷ luật và sự đúng giờ cho bản thân. Khi lúc đầu khi được nghe các thầy dạy về thiền định thì con cũng rất hào hứng vì mình sắp được ngồi thiền. Nhưng sau buổi ngồi thiền đầu tiên thì con cảm thấy rất là mỏi chân, đau lưng và buồn ngủ, nên cũng cảm thấy hơi sợ. Rất là sợ, sợ nhất là việc ngồi thiền. Tại vì chân của con rất là cứng nên là con lên thế rất là khó. Dù chân đau vẫn cố, mặc áo chưa kịp khô, lòng đôi khi vẫn nhớ, nhưng quyết tâm làm lỡ. Về sau khi được các thầy dạy về khí công thì con thấy là ngồi thiền cũng đỡ hơn, vứt mỏi chân hơn và ngồi thiền được lâu hơn. Đối với con thì vào những ngày đầu thì con sợ nhất là việc học võ, vì học võ thì con phải sọc chân, mà sọc chân thì rất là đau, con không thể nào xuống hết được. Hơn nữa thì con cũng phải đối mặt với những cái buổi tập thể lực mà trước giờ hay là con rất là yếu nên là tập rất là mệt. Việt Nam cho tâm mơ màng, đi trong vầng sáng yêu thương chứa chan lắng sâu bình an, ươm bay giữa trời đầy quyền lòng gió, muôn đời còn đó uy linh núi sông Phật cao ngọn cờ, đạp ngọn sóng lướt tới vượt đèo cao đi mau, thân pháp lượn quanh đêm đã tàn thân trăng sáng trên cành. Từng đòn thế khéo léo từ nghìn xưa ông cha, võ công nước ta giữ cho nước nhà vượt qua gian khó, liền cho thân tâm như cơn gió bay, liền cho hoa rơi trên sông nước trôi, nguyên khí nhu hòa như sóng lan xa trái tim nở hoa.
Con cứ tưởng là đi vào khóa hè thì sẽ có những cái thời khóa học rất là buồn tẻ, rồi là nhạt nhẽo. Nhưng mà không, con sai rồi. Thực ra là vô đây thì cái thầy cô tổ chức cho con những cái hoạt động sân chơi rất là bổ ích. Có nội dung như sau. Nhưng mà ngoại ơi, con đi học á, con nhìn bạn bè con ai cũng được ba mẹ đưa đến trường, con là bánh cho nó, mà lòng con buồn lắm. Mấy đứa bạn con còn nói con là đứa không cha không mẹ đó ngoại. Ngoại ơi, ngoại đưa con ngủ đi ngoại. Đàn đứt dây còn xoay còn nối. Bà có chút xíu trái cây á, để bà lấy cho con ăn nha. Thôi con đang giảm cơm. Thôi mà, có gì đâu mà. Con không ăn đâu. Ờ vậy thôi nha. Thôi để con ăn cho bà ăn vui. Mày đâu rồi về hả? Cái gì? Nói đó. Mày bơi. Sự suy nghĩ, tình yêu thương, sự cảm thông trước khi hành động mà nhóm bạn kia đã đi sai về hắn. Và cũng do suy nghĩ dại dột, thiếu đi những kỹ năng nhìn nhận. Giá gì tránh nữ, thuộc về tránh Huế. Máy bay của địch đang cách xa Điện Biên 1 km. Và nhờ lực lượng tình báo của quân ta và đặc biệt là nhất là đối với con là cuộc thi Phật Quan God Talent.
Trước khi tham gia khóa hè thì con thường nghe nói rằng chùa thì thường dạy những bài giáo lý cao siêu, khó hiểu. Nhưng khi tham gia thì con lại được tiếp xúc những bài giảng, bài học giáo lý rất là gần gũi, rất là dễ hiểu, như là hiếu kính cha mẹ, về tâm lý đua đòi, nói không với game, hay là đặc biệt là luật nhân quả. Và quý thầy cô đưa ra cho chúng con những ví dụ thực tế để giúp cho chúng con hiểu được bài học hơn. Và với cái tuổi của các con á, khi mà tụi con sống hàng ngày và giao tiếp hàng ngày thì tụi con cũng không phân biệt được cái gì mà nó cần nói hoặc cái gì là không cần nói. Thì hôm nay chúng ta sẽ, cô và cùng với các con cùng thảo luận một cái bài này cho thật là kỹ nha. Và cái quan trọng nhất là kiếp nào mình cũng sẽ gặp được Phật Pháp, rồi mình sẽ tu hành, rồi mình sẽ làm được lợi ích cho rất nhiều người. Ví dụ mình sống, mình không làm lợi ích cho ai, nó rất là đáng tiếc. Mình phải làm lợi ích, phải làm cái gì đó cho mọi người các con nha. Thì từ một cái nhân ban đầu của mình là mình giúp đỡ người khác, thì bao nhiêu điều thiện tốt lành nó sẽ đi kèm theo phía sau. Đó là điều thứ hai thầy muốn nói với tụi con. Vô tình tôn kính được Bậc Thánh mà đã tốt nghiệp được đại học. Do đó là khi mà các con mà ai mà kính ngưỡng được một vị Bậc Thánh và là Đức Phật của chúng ta thì các con được phước vô cùng và sau này các con được thông minh vô cùng. Thầy cô nhận thấy một điều rằng học sinh trong khóa hè năm nay rất là thông minh. Bây giờ là lúc mà các thầy cho các con có thời gian để hồi tưởng lại về những thời gian vừa qua. Hơn mười mấy năm qua, mình đã làm gì được cho ba mẹ? Các con đã có lần nào làm cha mẹ mình buồn hay chưa? Có một người bạn, có một bạn nhỏ cũng khoảng 12 tuổi, đưa mẹ mình một cái mảnh giấy. Mẹ, con đưa mẹ một mảnh giấy, trong đó ghi như thế này: dọn phòng 20k, đi chợ mua đồ cho mẹ 20k, giữ em cho mẹ đi siêu thị 50k, đem rác ra ngoài trước đổ 10k, 2 điểm 10 môn toán 40k, dân dân dân, tổng cộng là 210k, khuyến mãi 10k, lấy chẳng 200k. Các con đã từng tính tiền với mẹ như vậy chưa? Ai có bạn nào có không? Người mẹ rất là dễ thương tụi con. Lật tờ giấy lại, mẹ như thế này, mẹ ghi: mang thai con 9 tháng 10 ngày miễn phí, cho con bú và dỗ dành giấc ngủ suốt 12 năm qua miễn phí, giặt đồ nấu cơm cho con ăn miễn phí, dạy dỗ con học hành, dắt dìu con vào tương lai miễn phí, 6 tháng thức cùng con trong bệnh viện miễn phí, tất cả đều miễn phí. Khi mà cái cậu nhóc này đọc xong thì tụi con biết đâu làm sao. Cậu chỉ biết khóc. Một đứa con trai mạnh mẽ như tụi con mà đến khi ngã gục trước mẹ mình, cái người mà hàng ngày mình nói mẹ nói nhiều quá, biết rồi khổ lắm nói mãi, cho đến khi cậu mới nhận ra rằng cậu đã sai rồi. Tụi con đã lần nào làm cho cha mình mẹ mình buồn hay chưa? Các thầy, các cô, các huynh, anh chị huynh trưởng muốn lắng nghe các con. Rồi, bạn nào đã gây ra những chuyện gì giống như cái cậu bé 12 tuổi này? Hôm nay các con hãy thú thật. Vì nơi mảnh đất ngôi chùa này có Phật chứng giám. Thưa thầy, con tên Sự Nghiệp ở Chánh Đạo ạ. Có nhiều lần con hỏng với cha mẹ con. Con thường hay đi chơi về khoảng tầm 12 giờ đến 1 giờ khuya, là để mẹ con đợi con ở cửa.
Có lần con ngỗ nghịch tới nỗi là cha con đánh con, rồi con ôm cha con giật xuống. Con thấy rất là hối hận. Con muốn xin lỗi cha con nhưng mà không được. Cảm ơn con. Con muốn xin lỗi đến mẹ nhưng mà không biết mẹ có nghe được hay không, tại vì mẹ con không còn nữa. Trước đây lúc con còn bé, con không biết ơn mẹ, con hay không nghe lời mẹ. Đến khi mẹ mất rồi thì con không còn thể xin lỗi mẹ nữa. Các con thấy đó, có khi đó là giọt nước mắt muộn màng như bạn vừa rồi. Nhưng mà thầy tin rằng ở bên kia thế giới, mẹ ta, mẹ của con vẫn đang lắng nghe con, vẫn đang dõi theo từng bước của con. Thầy mời bạn khác ạ. À, con nhỏ con đã không sống chung với ba mẹ, con sống chung với ngoại. Từ một lúc là con hư, được ba con xuống nhà ngoại là kêu ngoại kêu ba con xuống đánh con, dạy con, thì con nói là ba có nuôi con đâu mà ba rồi đánh con, ba không phải là ba của con. Xong con dậy đi. Con cảm thấy rất có lỗi bà. Con cảm ơn hai binh trưởng, mấy chị tỷ đã cho con cơ hội về chùa để có thể bày tỏ và xin lỗi cho ba. Còn rất nhiều cánh tay nữa, nhưng mà thôi, vẫn có một cơ hội nữa để tụi con có thể xin lỗi cha mẹ mình trong lá thư mà tụi con sẽ viết. Rồi 2 tuần sau nữa, khi tụi con gặp cha mẹ mình, hoặc là sau khóa hè này, những lá thư đó, những lời xin lỗi đó sẽ được gửi về chính tay cho cha mẹ của các con. Đây là lần đầu tiên con phải xa ba mẹ. Con rất là nhớ nhà. Nhà con ở Hà Nội nên là khi mà con vào đây thì con đã ở rất là xa gia đình mình. Con cảm thấy rất là nhớ nhà. Con và các hoạt động rất là vui nên còn thích nhớ nhà luôn. Chúng con luôn cổ vũ rất là nhiệt tình với các bạn, người thì vỗ tay, người thì quơ tay, rồi mấy bạn chính nam còn để hình trái tim đi cổ vũ cho các bạn nữa. Có nhiều những cái trạm rất là khắc nghiệt cùng với là khó khăn. Vì đội hình đội ngũ là các bạn thì xếp hàng và các thầy kiểm tra rất là gắt nên là bọn con bị phạt và trừ điểm đi rất nhiều. Đến phần chuột bò hang, bởi vì tránh con đông và rất nhiều người to nên là chống lâu quá thì đau hết cả tay, mỏi nhừ ra. Tụi con đi dép thì sự đoàn kết, đợi 5 bạn đủ thì sẽ xỏ chân vào dép, đếm 1 thì chân phải tụi con sẽ nhấc lên, đếm 2 chân trái tụi con sẽ nhấc lên, và cứ như vậy. Và lúc đầu thì con cứ nghĩ là dễ lắm, đến lúc mà bước toàn bị ngã nhào lên phía trước. Tầm khoảng 1-2 lần dần rồi quen ạ, thì mọi người đã bắt đầu quen với nhịp và đi nhanh và đồng đều hơn ạ. Thứ tư là nhảy bao bố, thì hai bạn sẽ đưa chân vào bao bố và cùng nhảy. Tụi con té rất là nhiều nhưng mà rất là vui.
Và các sư thầy đã đốt lửa lên. Lửa thiệt nha. Thì con đã nhảy rất là bình thường. Phần khiêng người là cái phần mà cần những người to bê những cái người nhỏ, mà tránh con thì nhiều mình toàn người to. Cái lúc mà con bê một bạn to thì bởi vì bạn ấy nặng nên là đến lúc chạy là chạy cứ nghiêng nghiêng ngả ngả như kiểu lạc lách xong rồi. Cái lúc mà đến nơi là chúng con phi thẳng bạn ấy vào chỗ bao cát luôn đi không đỡ nữa. Rồi sau đó là tụi con sẽ nhận được những cái chữ từ mấy thầy. Tụi con sẽ ra một góc tụi con ghét, đợi những đồng đội của chánh con đến và hỗ trợ. Và thế là kết thúc. Và kết quả của chánh con thì chánh con về thứ nhất, vì chánh con rất là đoàn kết, yêu thương và luôn cổ vũ nhiệt tình cho tất cả chánh khác. Và hôm nay là một cái dịp rất là đặc biệt khi mà mình được dẫn các em giáo viên và sinh viên từ thành phố Hồ Chí Minh về khóa sinh hoạt hè tại Thiền Tôn Phật Quang để làm chương trình trải nghiệm khoa học cho các em thiếu nhi. Đây là một cái dịp rất là đặc biệt bởi vì đây là cái dịp hiếm hoi mà các em thiếu nhi nó được trải nghiệm những cái hoạt động khoa học tự tay mình làm, chứng kiến những hiện tượng khoa học diễn ra trước mắt mình. Thì trong buổi chiều hôm nay thì các em sẽ được chia thành các cái nhóm lần lượt trải qua các cái trạm thí nghiệm. Ở mỗi trạm các em sẽ làm những cái thí nghiệm khác nhau, và như vậy thì thông qua những cái thí nghiệm khoa học rất là trực quan, rất là đơn giản như thế này, các em có thể hiểu được những nguyên lý sâu xa hơn của khoa học, và từ đó nó gieo cho các em cái niềm yêu thích vào khoa học. Và sẽ rất là tuyệt vời nếu chúng ta có những nhà khoa học là Phật tử trong tương lai. Quý lắm à, nói là các kiến sĩ trong hải rồi các cộng sự các em học sinh mình chế chịu cực chế cái những cái này lên đây làm thủ dâm lên này, cái đó là cực kỳ quý giá, cái tinh thần, cái tấm lòng của tiến sĩ trong hải lớn lắm mới có thể như thế này, làm cho sự hết sức là cảm động khi nhìn thấy cái công lao của các họ là cặp đôi vàng của nghệ thuật xiếc Việt Nam. Hoàng tử xiếc quốc cơ quốc nghiệp. Đến cái đêm chung kết đó, khi mà tháo cọng dây bảo hiểm trên người Quốc Nghiệp ra, khi mà Quốc Cơ đi đến cái cây cuối cùng, thật sự là Cơ không có dám nhảy. Thật sự không dám nhảy. Nếu mà mọi người để ý thì mọi người sẽ thấy là Quốc Cơ đứng ở trên cái cây đó hơn một phút đồng hồ. Trong thời khắc đó thì mình chỉ có thể là cầu xin cho chúng tôi có thể làm được điều này một lần thôi. Và thực sự khi mà đi thi như vậy á, nó không còn là Quốc Cơ Quốc Nghiệp nữa, nó là cả hai cái tiếng Việt Nam ở trong đó. Trong cuộc sống này, tụi con sẽ đi theo những ngành nghề khác nhau, nhưng những ngành nghề đó nó đều có những cái gì khó khăn và thử thách. Nhớ hồi nãy là Quốc Cơ Quốc Nghiệp nói cái từ đó không? Thử thách, đúng không? Ngành nghề nào cũng có khó khăn và thử thách, nhưng tụi con phải đủ ý chí mà anh Quốc Cơ Quốc Nghiệp đã lan truyền cho tụi con. Cái ý chí đó để tụi con vượt qua khó khăn và thử thách. Để làm gì? Để đem lại vinh quang cho Việt Nam. Nhớ điều đó. Đó là cái thông điệp mà hai anh em Quốc Cơ Quốc Nghiệp đã truyền lại cho tụi con. Và đây là những thông điệp vĩ đại, đầy cảm xúc. Như năm nay có một cái điều đặc biệt là chúng tôi mời được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về đây để giảng một bài về lòng yêu nước. Các anh bộ đội đem 28 người về đây. Có một chương trình văn nghệ
rồi giảng cái bài về lòng yêu nước. Ta có thể nói rằng chưa bao giờ có ai nói về lòng yêu nước xuất sắc đến như vậy như các anh bộ đội. Các anh nói những điều gần gũi mà có thể rơi nước mắt được. Như vậy, ví dụ nói rằng mình yêu thương bố mẹ mình cũng là yêu nước, điều thực hay. Học giỏi cũng là yêu nước. Rồi một trái bóng đá lăn mà mọi người hồi hộp dõi theo cũng là cái lòng yêu nước. Đó là những điều mà các anh bộ đội khơi gợi ra được. Ta chưa từng thấy ai có thể xuất sắc đến như vậy. Và cuối cùng, xin mượn những cái hình ảnh về Trường Sa. Một cái nhà giàn mong manh giữa biển như vậy, sóng có thể ập lên và nhận chìm tất cả, nhưng không thể nhận chìm đi tấm lòng của những người con yêu nước. Ngày xưa Trung úy Trần Văn Phương đã từng nói, thà hy sinh chứ nhất định không để mắt đảo, hãy để máu mình tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng. Thì hôm nay những người lính như thế này lại kiên cường bám trụ trên những nhà giàn bảo vệ chủ quyền cho Tổ quốc. Và các em biết khi những chiếc chuyến tàu mà ra thăm những cái quần đảo này, có những hôm mưa to gió lớn không thể tiếp cận được với các anh. Các em thấy con tàu gần như bị nhấc lên giữa biển khơi như vậy. Thì chúng ta sẽ hỏi các anh sẽ sống, các anh sẽ tồn tại ở trên những cái nhà giàn, những hòn đảo này như thế nào. Thì đây chính là cách các anh tồn tại. Có một lần anh đi giảng một trường cấp 3, anh chiếu cho họ về sông Đông Kỳ, các anh diễn viên rất đẹp trai, ủng hộ về mặt trời. Anh chiếu cho họ về lính Anh, lính Mỹ, họ ồ lên. Nhưng khi anh chiếu vào hình ảnh này, anh nói đây là quân đội nhân dân Việt Nam, các bạn cười rất là nhiều. Nhưng sau rồi, khi mà những tiếng cười lắng lại, anh mới nói, tại vì sao có hình ảnh một người lính như thế này? Bởi vì anh ở đảo xa, nước ngọt chỉ đủ mỗi ca mỗi ngày, đánh răng, rửa mặt, rửa tay, phần thừa để lại cuối ngày tưới rau. Ở đây sóng gió bạc đầu, khó khăn gian khổ, nhưng anh không sờn. Lúc chiều về, sớm bình minh, bóng hình Tổ quốc lung linh tim mình. Tôi phải đủ thông minh sáng tạo và chấp nhận gian khổ để trồng lại rừng. Và không phải một mình đâu con, cả cái thế giới 8 tỷ người này phải đi trồng rừng. Khi anh xuất hiện trên cuộc đời này, khi anh được sinh ra giữa cuộc đời này, anh phải có một cái obligation là trồng cây. Bởi vì sao? Bởi vì trồng cây là tạo một thêm một sự sống cho trái đất này. Từ cái gì không có gì hết, bỗng nhiên cái cây nó lớn lên. Và cây là gì? Là sự sống. Tree is life. Cây là sự sống. Nên nếu ta trồng nhiều cây là ta tạo ra nhiều sự sống cho trái đất này. Mà nếu vô số cây như vậy thì cả trái đất này tràn ngập sự sống. Từ cái sự sống của cây, các giống loài khác, các hình thức sống khác sẽ được sống dậy và con người sẽ được bảo vệ, được an toàn. Do đó, cái việc mà trồng cây nó không còn là việc tự giác mà phải bắt buộc. Mọi chuyện khác có thể đợi. Everything can wait. Trees first. Trồng rừng cái đã. Trồng rừng trước hết. Mọi chuyện khác có thể gác qua, chờ. Không sao. Everything can wait. Trees first. Được không? Ok. Rồi, cảm ơn tụi con đã lắng nghe. Em cũng mong rằng sau bài pháp của sư phụ thì các bạn cũng phần nào ý thức được cái việc mà trồng lại những cái rừng cây xanh, cũng như là tuyên truyền đến gia đình, đến mọi người xung quanh, để có thể một phần nào đó gây dựng lại được những cái cánh rừng mà đã bị mất, để hy vọng được rằng sự sống của con người sẽ vẫn còn tồn tại, để những ước mơ mà dựng xây đất nước, dựng xây một cái xã hội văn minh tốt đẹp vẫn trở thành hiện thực, mà không có bị phai tàn bởi cái sự diệt vong. Thank you.
không thôi. Lời kinh thiêng sâu xa soi sáng vào cuộc đời bóng tối, lòng người thêm hân hoan khi pháp màu tràn lan ngân vang. Những trái tim thổn thức theo những dòng đạo lý mênh mang, hạnh phúc bao la là lúc tâm ta nhìn đóa sen tươi nở hoa. Hãy đến để cất tiếng nói với nhau rằng ta thương nhau. Rồi, đi, rồi, 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 rồ
Kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con sinh ra đã cách xa thời Phật thật lâu, nhưng những lời dạy của Người chúng con vẫn được nghe hàng ngày, tụng hàng ngày qua những bài kinh thiêng liêng. Chúng con được quý thầy cô kể chuyện về cuộc đời vĩ đại của Người, được nghe những câu chuyện cảm động từ khi thơ ấu đến khi trưởng thành của Người. Mỗi câu chuyện là một bài học sâu sắc đang dạy chúng con huân tập về lòng yêu thương, về tâm khiêm hạ tột cùng. Qua đó, chúng con được dạy về lòng tôn kính Phật tuyệt đối và thường xuyên thực hành lời Phật dạy để sau này, khi lớn lên, chúng con trở thành những công dân có ích cho cuộc đời, biết sống hy sinh về lợi ích của Người và luôn mang trong mình lý tưởng phụng sự cho tha nhân. Kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con là những trái tim bé nhỏ giữa thế giới rộng lớn bao la. Nhờ có những lời dạy của Người mà chúng con biết tìm về bến đỗ cho tâm hồn. Đó không phải là nơi giàu có sang trọng, không phải là quần áo đẹp đẽ hào nhoáng, càng không phải là bề ngoài cạn cợt, mà đó là sự bình an trong nội tâm khi chúng con tọa thiền, là giây phút lắng động khi chúng con tụng kinh, là những khi chúng con cúi xuống tôn trọng, yêu thương mọi người và giữ tâm khiêm hạ vô cùng. Chúng con xin nguyện kiếp này và muôn kiếp về sau, sinh ra đều gặp được Phật Pháp, nương vào ngôi nhà Phật Pháp, xây dựng lý tưởng và hình thành ước mơ đúng với chánh Pháp, để cuộc đời của chúng con luôn có sự gia hộ của mười phương chư Phật, để chúng con luôn sống trong tình thương yêu của chư Phật, và để từ đó chúng con sẽ trở thành những con virus mang lời Phật dạy đến với muôn nơi. Mà hôm nay thì trên sự chứng minh của mười phương chư Phật, rồi sự gia hộ của hồn thiên sông núi, của nơi núi rừng thiêng liêng, của núi rừng chùa Thiền Tôn Phật Quang đây, chính thức long trọng tổ chức cái lễ quy Tam Bảo cho tất cả các con. Đó là một cái lời tiên thệ cũng như là một cái dấu hiệu trong cuộc đời của tất cả chúng ta. Và đây là một cái điều hết sức là may mắn và hạnh phúc cho tất cả tụi con. Là người đệ tử Phật, suốt đời không được sát sinh hại vật, đó là giới của người cư sĩ tại gia. Vậy tụi con có giữ được không? Con xin giữ được. Thank you.
đoàn kết, hạnh phúc, ăn ngon, tuyệt vời, thiêng liêng. Sư phụ đã dành cho chúng con rất là nhiều những cái bài giáo lý và những đồ ăn bổ dưỡng cho sức khỏe của tụi con không bị bệnh. Sư phụ còn gửi những cái khăn len để cho tụi con không bị viêm họng. Và tụi con cảm thấy sư phụ là một người cha rất là tuyệt vời của tất cả mọi người. 1, 2, 3. Tụi con biết tại sao có hội chợ ẩm thực này không? Thứ nhất á, thứ nhất là nó như là một trò chơi vui để tụi con nấu ăn rồi bán buôn, giống như bán nhà chòi, nhưng mà cái này bán thật à, nấu thật, bán thật, ăn thật. Nên thứ nhất là một trò vui. Thứ hai là tập cho tụi con cái kỹ năng nấu ăn, vì mỗi ngày ta đều phải ăn, mà ai nấu cho mình ăn, nên mình mắc nợ cuộc đời. Bây giờ mình phải có cái kỹ năng nấu ăn để mình phụng sự lại cuộc đời. Mà muốn phụng sự người ta ăn thì mình phải biết nấu ăn nha. Cho nên cái hội chợ ẩm thực này không phải là tất cả, vì để nấu ăn giỏi tụi con cần 10 năm tập luyện. Nhưng mà đây chỉ là một cái gợi ý thôi. Tụi con thấy sự vất vả, sự khéo léo trong cái việc mà nấu ăn như vậy, mà mình từ đây về sau mình ý thức hơn, siêng năng hơn trong cái việc mà nấu ăn để phụng sự cuộc đời. Cái thứ ba nữa là tụi con nấu ăn xong ra hội chợ đem bán, chứ không phải cho bán để lấy tiền. Lúc đó buộc tụi con phải tính cái gì? Tính lời, tính lỗ, đúng không ạ? Mình nấu ra như vậy hết bao nhiêu tiền, bán là được bao nhiêu tiền, tiền lãi được bao nhiêu. Để tụi con hiểu một điều nữa là làm ra đồng tiền rất là khó. Khi mình biết làm đồng tiền ra rất là khó như vậy thì mình thương ai nhất? Đúng rồi, bố mẹ mình nuôi mình hết sức vất vả, tìm từng đồng từng cắc rất vất vả. Mình hiểu tìm đồng tiền vất vả vì mình thương bố mẹ, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình tiết kiệm nha, xài mỗi một đồng là mỗi một cái ý thức giá trị rất là cao, không bao giờ dám tiêu xài bừa bãi, không có đòi hỏi nhiều, vì mình biết đồng tiền tìm ra rất là cực. Rồi bây giờ bắt đầu nha, để con trở về gian hàng phục vụ nha. Lát nữa sư phụ đi cũng mua ăn, mua vài món ăn thử nha. Sau khi kết thúc khóa hè thì con sẽ về nhà vâng lời ba mẹ hơn, ngoan hơn và lan tỏa những điều mà ở dưới mái chùa này con đã học, lan tỏa đến khắp cho mọi người. Những ngày đầu tham gia khóa hè thì tụi con cảm thấy rất là xa lạ, nhưng sau khoảng thời gian sống chung với nhau và sinh hoạt cùng nhau thì chúng con cảm thấy trở nên gắn kết hơn và yêu thương nhau hơn. Chính vì vậy mà con rất sợ đến ngày cuối khóa chúng con sẽ phải chia tay nhau, và đặc biệt là xa mái chùa thân yêu này. Chúng con cảm thấy mình thật sự may mắn khi được trở về tổ đình Thiền Tôn Phật Quang tham dự khóa sinh hoạt hè vô cùng bổ ích và tràn đầy kỷ niệm. Nơi mái chùa thân yêu này, chúng con đã được đón nhận biết bao ân nghĩa thiêng liêng. Chúng con biết rằng đằng sau những bữa ăn thật ngon, những giấc ngủ yên bình, những bài học đạo lý sâu sắc là biết bao tấm lòng, biết bao tình thương yêu, biết bao niềm hy vọng. Chúng con xin được gửi trọn lòng biết ơn chân thành nhất đến Đức Phật, đến Sư Phụ, quý Thầy Cô, anh chị huynh trưởng cùng cô bác Phật tử đã cho chúng con có được khóa sinh hoạt hè vô cùng ý nghĩa này. Khóa sinh hoạt đạo đức mùa hè năm 2019 tại Thiền Tôn Phật Quang đã chính thức khép lại, nhưng đã mở ra cho chúng con một cánh cửa mới, một con đường mới, và hành trang trên vai là những bài học, là tình yêu thương, là tất cả những kỷ niệm vui buồn mà chúng con đã cùng nhau trải qua dưới mái chùa thân thương này. Tạm biệt khóa hè đông đầy tình thương yêu, tạm biệt nơi sân cỏ mỗi sáng tối với những thời kinh thiêng liêng cùng thời thiền yên lắng. Tạm biệt những giờ sinh hoạt rộn rã tiếng nói cười, tạm biệt những tiết học đầy ý nghĩa, tạm biệt nơi núi rừng linh thiêng đã ôm ấp,
chở che chúng con trong suốt thời gian qua với biết bao cảm xúc nghẹn ngào. Từng khoảnh khắc qua đi đã trở thành vô giá. Nếu có một điều ước, chúng con chỉ ước mong sao cho khắp nơi đều tổ chức nên những khóa hè bổ ích như thế này, để nhiều bạn trẻ cũng có được những trải nghiệm tuyệt vời như chúng con. Những nỗi nhớ, niềm thương trong lòng này, chúng con xin lấy đó làm động lực để luôn cố gắng tu tập, phụng sự, mang những đạo lý tốt đẹp mà chúng con đã học được lan tỏa đến mọi chốn nghìn nơi. Và dù sau này đi đâu, về đâu, các bạn hãy mãi nhớ rằng chúng mình luôn có một ngôi nhà chung ấm áp, nơi có Đức Phật linh thiêng, nơi có sư phụ từ ái cùng quý thầy cô lúc nào cũng dang rộng vòng tay chào đón chúng ta. Đó là tổ đình Thiền Tôn Phật Quang thân thương. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Các em học sinh thân mến, từ những bài học đạo đức tại mái chùa thân yêu này, với biết bao công ơn, tình yêu thương của sư phụ, quý thầy cô, các cô chú Phật tử, công quả tại chùa, các em hãy cố gắng, khó bổn phận, trở thành những con virus để đem những điều đã học được đến tất cả mọi người, giúp cho tất cả mọi người hiểu Phật Pháp, tin sâu vào nhân quả và giúp mọi người tin rằng đạo đức là mạch sống trên cuộc đời này và tình yêu thương đại đồng là có thật. Trong cuộc sống, mỗi lần các em gặp phải những va vấp, những khó khăn, những trở ngại, các em hãy nhớ lại những giây phút được sống dưới mái chùa Phật Quang thân yêu này các em nhé. Khi về với gia đình, về với xã hội, các em không được cho mình phạm những sai lầm, những hời hợt, những đời sống ích kỷ, vì các em chính là tấm gương cho mọi người xung quanh. Các em phải xác định được rằng khi chúng ta chọn đời sống đạo đức, sống vị tha, chúng ta sẽ chịu rất là nhiều thiệt thòi, nhưng các em phải luôn kiên trì, nhẫn nại và tin vào con đường mình đã chọn. Vì thế giới có tồn tại hay không là do những con người có đạo đức. Và đến một lúc nào đó, nhân quả an vui sẽ đến với các em. Người ơi nhớ nhau, xin nhìn lên ánh trăng soi về đâu. Là luôn có nhau, khi đời ta biết yêu thương như trời đau. Tu cái lượt đi. Yeah.